and gentlemen, are you ready? Lòng người nào có hai, dẫu biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai. Sóng cuốn trôi đi hoài, lá khô rơi rụng đầy, mà sao ta muốn lá nương rơi? Chỉ mong tình em quên ngày tháng, nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hai. Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say, đã cố quên đi người. Anh chẳng khuyên năm nào nhạt nhẽo vàng xa khuất màn sương, ta đến còn hiu hắt men sầu. Sáng ấy trống rất xinh thơ ngây, tìm đến anh hôm nào. Rồi từng ngày thầm nhớ bóng sáng ấy, nay ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi. Sáng thức giấc nghe nụ hôn quen đây, những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim. Mà nào em có hay, vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, in sâu vào nỗi nhớ, để anh mãi có em trong những đêm mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên khoảnh khắc bên em đẹp bao ý thơ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, in sâu vào nỗi nhớ, dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới em cả trong giấc mơ. Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh, từng ngày vẫn luôn hàng có bóng hình em. Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng? Mãi cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh, dù hình bóng em đã khuất sau trời mây. Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình ai. Cho anh bao đắng cay u phiền. Không phải em, nào đâu phải em. Từ khi em lạc trôi giữa bao cuộc vui, tình như men rượu cay đắng trên đầu môi. Một mình anh ngồi đây, thôi tình gì mà sao nước mắt tuôn rơi. Người biết không người ơi. Thank you.
là chót đã lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê, em có hay không nào? Xót mãi những chén chua cay này, lơ bèo như gã súp ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Đã chót đã lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê, em có hay không nào? Giọt mãi như chén chua cay này, lơ bèo như gã súp ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tận nguyện. Welcome to Việt Voi Entertainment. Hey. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã có mặt đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời chào từ tôi, Tùng Liêu. Thưa quý vị, phải nói rất thật lòng, Tùng đang rất là rung. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp được dẫn chương trình cho Đàm Vĩnh Hưng đấy ạ. Xin cảm ơn quý vị. Cùng với lời chào, xin được phép gửi đến tất cả quý vị lời hỏi thăm sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất vì sự có mặt quý báu của quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Phải nói rằng là tất cả mọi thứ đều mãnh liệt, yêu một cách mãnh liệt, đau một cách mãnh liệt và đam mê cũng đầy mãnh liệt. Đó là lý do tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây để biến sự cổ vũ mãnh liệt hôm nay dành cho nhân vật chính của chương trình. Và có một cái cụm từ 3-0 chúng tôi dành cho Đàm Vĩnh Hưng: không có giới hạn, không thể thay thế và không thể biết trước. Đêm nay đã là một đêm như thế, khi mà bắt đầu chương trình đã là một điều không thể biết trước, không có giới hạn tại James Center. Và nó minh chứng rằng suốt chiều dài của chương trình ngày hôm nay sẽ toàn là những điều bất ngờ. Ngày hôm nay sẽ là một điều đặc biệt mà anh Đàm Vĩnh Hưng muốn dành cho quý vị. Và điều bất ngờ đó là gì? Ngay phút này đây, xin được phép mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. Welcome to Viet Voice New Generation. Mười bảy năm để tiếp cận và khẳng định, một năm để ấp ủ, một tháng để chuẩn bị, một ngày để bùng nổ. Hello, I love you, my friend. Rồi sẽ mang nghe thật xa. Bước vào kỷ nguyên công nghệ 5.0, tiếng hát Việt, Việt Voice Entertainment chính thức chuyển mình với sự thay đổi mạnh mẽ, cập nhật, sáng tạo, dẫn đầu. Tại Việt Voice Entertainment, chúng tôi có gì? Tổ chức sản xuất live show, chương trình nghệ thuật. Tổ chức sản xuất sự kiện,
Sản xuất Media Product. Digital Product. Quản lý nghệ sĩ. Cùng với mạng lưới KOL rộng lớn, are you ready for the next step? Reality show, the makeup, the next hit, music series, Chiều Đi Hương Chiều, music video anh lo cho em hết. Đừng chạm vào môi anh, tay xiết tay nhau đâu hai. Anh lo cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh lo cho em. Game on. Kính thưa quý vị, thức thời đầy kiêu hãnh đó là nét đẹp riêng trong giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Và có lẽ sự thức thời và kiêu hãnh đó cũng chính là character đầu tiên mà chúng ta nói đến công ty của anh, Việt Voice Entertainment. Và đã đến lúc tất cả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật chính của buổi tối này. Xin chào đón Mr. Đàm, Đàm Vĩnh Hưng. Xin kính chào trân trọng tất cả quý vị, những người thân yêu nhất của Đàm Vĩnh Hưng đang có mặt ở đây. Hưng đang là một businessman, Huỳnh Minh Hưng, chứ không phải là Đàm Vĩnh Hưng, để nói chuyện với tất cả khách hàng của mình. Xin chào tất cả quý vị. Thật ra thì tất cả khán giả và khách hàng của Hưng từ lâu vẫn biết về tiếng hát Việt. Cái phiên bản tiếng Anh của nó chính là Việt Voice. Và Hưng ngày hôm nay đã mạnh dạn thay đổi, gần như lọc máu lại hết tất cả mọi thứ. Bởi vì Hưng rất là sòng phẳng và thực tế bản thân mình. Nếu mình cứ chủ quan, đem những cái vinh quang cũ áp đặt lên công việc, thì mình sẽ có những sự lựa chọn rất cũ chứ không phải là cũ thường. Hưng luôn tiếp cận và sử dụng những cái chất xám và những cái tài năng mới trẻ. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị toàn bộ ekip mà Việt Voice đang hiện hữu. Đầu tiên chính là vị thuyền trưởng Lương Minh Hồng, Đinh Chiến, Phương Ngô, Phúc Nguyễn và cùng các cộng sự ở các vai trò khác. Và kính thưa quý vị, trước mắt quý vị là những nhân vật đầu tàu, những chiến binh dữ dội nhất trong Big Boys Entertainment.
chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một điều gì đó đặc biệt, không chỉ riêng của Đàm Vĩnh Hưng mà là của công nghệ giải trí Việt Nam. Và vào lúc này chúng tôi xin được phép mời các thành viên của Jam Center có thể rót đầy những ly rượu trên bàn của các anh chị em nghệ sĩ, anh chị em báo chí cũng như các VVIP đang có mặt ngày hôm nay để Việt Voice Entertainment chính thức được ra mắt tất cả quý vị. Xin mời. Một, hai, ba, chô. Việt Voice xin gửi lời chào trân trọng tất cả quý vị. Xin cảm ơn tất cả anh chị em trong staff của Việt Voice. Giữ anh Hưng ở lại là bởi vì năm 2022 là một năm đột phá, không phải chỉ của Đàm Vĩnh Hưng mà còn của Việt Voice. Nhờ anh nhá hàng chút xíu cho mọi người biết mình sẽ có những gì thật sự đổi mới ạ. Thật sự là có rất là nhiều những cái dự án mà chúng tôi đang ấp ủ và thực hiện, nhưng phải chia theo từng giai đoạn để mà thực hiện cho nó thật là trọn vẹn và nó thật tới nơi tới chốn. Chúng tôi sẽ tổ chức những cái game show truyền hình thực tế The Next Hit, chiêu mộ tất cả những cái nhạc sĩ tài danh trẻ khắp nơi trên toàn quốc, cũng như là The Make Up. Đó là hai cái game show lớn nhất mà chúng tôi đã đăng ký đầy đủ và chúng tôi trên ngày thực hiện bùng nổ thôi. Gần nhất là một dự án nhạc chiêu của Hưng và được hòa âm lại theo cách mới nhất hiện nay, và khen cả cách hát cũng hoàn toàn thay đổi 100%, không còn sử dụng cái lực ngày trong ngực, trong cổ nặng nề như ngày xưa nữa. Cái tên dự án đó là Chiêu Đi Hưng Chiều, và Hưng cũng muốn nhá hàng một tí xíu. Bài hát đó là thanh xuân của những người thành đạt ngày hôm nay. Hưng muốn mọi người nghe thử và xem thì Hưng đã mặc chiếc áo mới cho nó như thế nào. Ca khúc tên Tiếng Gió Sâu Xa. Gió vẫn ngắt thì thầm đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, nỡ mất chuyện tình không thể quên. Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu, ánh mắt ấy giờ này xa lắm. Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần, gió đánh thức vì tôi ngủ mê. Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu, chờ mong ngày mai khát phòng. Và gió vẫn thế, gió mang tôi đi tìm em. Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương bé nhỏ. Gió sẽ hát gì sao, gió xô tim tôi ngày ngày mãi xôn xao. Đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, nỡ mất chuyện tình không thể quên. Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu, ánh mắt ấy giờ này thật xa. Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần, gió đánh thức vì tôi ngu mê. Thắp ánh sáng bước qua đêm thơ, chờ mong ngày mai khát vọng. Và gió vẫn thế, gió mang tôi đi tìm em. Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương nhỏ bé. Thắp ánh sáng
sương, hạt sương bé nhỏ. Gió sẽ hát xì xào, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao. Gió sẽ hát xì xào, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao. Thank you. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, chương trình của Hương sẽ được chia làm hai phần rất rõ ràng. Phần đầu Hương muốn ra mắt công ty của mình để tất cả khách hàng, đối tác có thể yên tâm, sau này có thể chọn thấy Hương để làm vừa lòng quý vị. Quý vị book ai cũng vậy, book Hương, cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người thật nhiều. Cố gắng sẽ làm mọi thứ để quý vị hài lòng nhất. Anh Hưng là một trong những nghệ sĩ rất là thức thời, phải không quý vị? Bây giờ mà mở TikTok lên là cũng có, Instagram cũng có. Nhưng mà khi mà anh vô các cái phiên bản rất trẻ đó, anh có lo lắng không? Thực sự rất lo quý vị ạ. Nhưng với cái làn sóng và những cái trào lưu mới thì bắt buộc mình phải bơi về phía trước. Nếu mình đứng yên lại để mình giữ lấy cái tôi của mình thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẽ đi qua mặt mình. Và Hưng không chấp nhận điều đó, cho nên Hưng nhất định sẽ trôi theo dòng nước mà bám lấy vinh quang của mình. Nhưng mà thực ra tôi hỏi câu hỏi này lại để nói một điều ngược lại cho quý vị. Hôm nay tôi gặp rất nhiều những nghệ sĩ đã lâu năm mới gặp. Chị Khánh Du, rất bất ngờ được gặp chị từ khi Tùng chỉ là khán giả của chị thôi. Chị Thanh Hoa, chị Hoàng Lan, những người mà từ khi mà Tùng chỉ mới là một cái cậu bé tập tỉnh vào nghề sinh viên đi dẫn chương trình. Thực ra lúc đó là lần đầu tiên em dẫn cho anh đó. Anh tới những cái tụ điểm, anh lột đồ ra, xong rồi anh dán lại mấy đá hoa Robski. Oh, chào chị Thanh Hoa. Một tràng pháo tay dành cho nữ ca sĩ Thanh Hoa. Dạ. Bông hồng nhạc Pháp. Thì từ những ngày tháng đó mà tới ngày hôm nay, mười mấy năm sau, anh vẫn hiện diện với những người bạn cũ. Điều đó có nghĩa là tình cảm anh dành cho anh chị em trong giới không bao giờ thay đổi cả. Điều đó mới là điều quý. Vậy là cái việc mà thức thời nó thật ra nó không có quý bằng cái việc mà một cái trái tim không thay đổi vì bạn bè, phải không ạ? Ai là bạn của Đàm Vĩnh Hưng lâu năm có thể vỗ tay vì điều này được không ạ? Nếu vậy em nói như vậy thì cho anh được phép lợi dụng tình bạn một tí xíu. Anh trân trọng, rất rất trân trọng mời các anh chị em nghệ sĩ lên sân khấu với Hưng một chút xíu thôi nha. Dạ. Kể cả em, chị Cẩm Vân lên đầu tiên, anh Khắc. Dạ. Triệu, CC, chị Thanh Hoa, chị Tường Vi, Cẩm Ly, Thanh Thảo, Quang Dũng. Thanh Thảo, Quang Dũng. Lên đây với Hưng. Đứng đi tiếng. Please. Dạ. Lona, tất cả anh chị em nghệ sĩ nha, không có thoát được đâu, lên đây. Dạ. Có trò hay lắm, lên đây. Xin mời mọi người bước lên ạ. Huy Anh, Khải Đăng, kể cả Ngọc Thanh Tâm, kể cả KOL, Hot KOL Hàng Hải Vương hoặc là CEO Lâm Thành Kim nữa. Xin mời cưng, mời ST. Dạ, Hồng xin mời Thanh. Mọi người lên đây ạ. Xuân Lan, Cindy Thái Tài, Bạch Lan, Đông Nhi, ông Cao Thắng. Có cặp luôn, không thoát được, lên đây cưng. Thật là đông vui. Mời cưng, mời cưng Nam Thư. Xin mời, mời em Hữu Tính. Diễn viên Cát Phượng hả? Đâu rồi? Trời ơi! Cát Phượng ơi! Lên đây cưng! Anh Dũng Đinh! Thank you! Hoàng Trung, Thái Ngân! Mời đạo diễn Trần Vi Mỹ! Đạo diễn Uyên Thơ! Xin mời nhạc sĩ Minh Nhiên! Biên tập Thái Huân! Nhà thiết kế Tuấn Trần! Mời Tía Bảo Quốc luôn! Yeah! Mời Trương Thị May! Tôi đang lợi dụng đấy! À! Nhà sản xuất Thành Trung! Mời luôn cả Ricky Star, Hoa hậu Đình Hùng Giáng My ạ. Yes. Mời Hoa hậu Đình Hùng Giáng My. Mọi người ơi. Ôi trời ơi, đại ngôi sao của tôi, anh Thái Châu. Lên đây cho em lợi dụng anh Khánh coi. Anh Quang Dũng. Đạo diễn Việt Thanh. Nhà thiết kế Cathy. Anh Nam Phố Sinh á, là mặc dù là nhà kinh doanh nhưng mà vẫn là nghệ sĩ đấy ạ. Chính xác. Em muốn mời KOL. Mời anh lên đây với em cho vui. Nhà thiết kế áo dài lừng danh Đinh Văn Thơ. Trang Khang đến đây. Không nói nhiều. Nhà sản xuất Bảo Trâm. Á hậu ca sĩ diễn viên Lona Kiều Loan. Rồi. Rồi, ok. Nghe đây, nghe đây. Nghe kìa mọi người ơi. Kính thưa quý vị. Bị gài rồi. Khán giả, khách hàng, đối tác của Hưng. Với một cái sự quan hệ rất bừa bãi như Hưng. Dạ, yeah. Đây. Một dàn KOL gà của tôi đó.
Cho nên là Hương chính thức xin được nói quý vị rằng là nếu quý vị có cái nhu cầu tổ chức chương trình đám cưới sinh nhật đầy tháng thôi nôi, event kỷ niệm 10 năm ngày cưới, 20 năm thành lập công ty, bất kỳ một cái chương trình gì cần đến sự tổ chức cũng như là sự hiện diện của các nghệ sĩ, thì Hưng chính thức được thay mặt đại diện các nghệ sĩ này sẽ nhận và chốt kèo quý vị. Quý vị yên tâm, Hưng sẽ có giá rất thỏa đáng với quý vị. Mọi người yên tâm, Hưng sẽ nói giá cao lắm. Quý vị chắc chắn thừa biết rằng là cái tính cách của Hưng từ xưa nay rồi, luôn luôn cầu toàn và làm mọi thứ tốt nhất. Mình có thể nhịn ăn là một chút xíu cũng được nữa, nhưng mà tiết mục của mình, chương trình của mình phải luôn luôn xuất sắc và phải luôn luôn được mọi người khen ngợi. Đó là cái tiêu chí cao nhất của Hưng. Và kính thưa quý vị, theo như anh Đàm Vĩnh Hưng thì ngày hôm nay, anh chị em báo chí ơi, chúng ta hoàn toàn có thể giật tít. Đây là vũ trụ KOL có thật ở Việt Nam, đúng không ạ? Yeah. Vũ trụ KOL của Việt Voice Entertainment với những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Dạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Dạ khoan, bây giờ muốn phỏng vấn một vài người về Đàm Vĩnh Hưng được không ạ? Trời chứ ơi, bây giờ mình đứng đây lỡ bị gài rồi làm sao? Trời ơi, tới sáng á. Mọi người ơi, dạ. Hưng nói thiệt nha, chắc chắn đây là những người thương yêu Hưng và họ sẽ nói, họ xịt nước hoa cho người Hưng tùm lum hết trơn á. Cho nên là chọn đại cái người nha. Mà chọn đại người gì? Ghét Hưng nhất đi. Dạ, anh là anh này. Ồ. Ghét nó như con tôi vậy đó. Bảo Quốc đến đây với một cái tình cảm rất là thân thương đối với Đàm Vĩnh Hưng. Hưng là một cái người mà lúc nào cũng biết tôn trọng những đàn chú, đàn bác, đàn anh, đàn chị, và rất có những tình cảm thân thương với tất cả các đàn em. Và khi mà Bảo Quốc tổ chức một cái chương trình để kỷ niệm cái nghề ca hát của mình 50 năm thì Hưng đã đến nói: Tí ơi, cho con tham gia. Thì Bảo Quốc mới nói là đây là chương trình về cải lương, bị về máu của tía là cải lương thì tía phải đặc biệt về cải lương. Thì Hưng nó nói liền: con hát cải lương. Thì Bảo Quốc nói: nếu con hát cải lương thì tía rất là vui, bởi vì con mà tham gia vào cái chương trình cải lương này sẽ giúp cho tía để đưa được cái cải lương này trở lại vào lòng của khán giả, và tôi dạy nó hát tôi gần chết. Chúc mừng con. Chúng ta vỗ tay về điều này đi ạ. Dạ, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn một lần nữa. Dạ. Cảm ơn các anh chị em, các cô chú, các người đồng nghiệp. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và thưa quý vị, trước khi bắt vào buổi tiệc, Hưng xin được phục vụ quý vị một ca khúc nữa. Mời quý vị lắng nghe một phiên bản đặc biệt remix trong web drama Tâm Sắc Tấm. Bài hát này bài hát Hưng rất thích. Mời quý vị lắng nghe ca khúc mang tên Không Sao Đâu Em Hỡi. Như một đóa hoa quỳnh lẻ loi trong bóng đêm, thân em lặng lẽ riêng mình. Những đôi sao vô tình vội dập luôn khiến em chẳng thể lung linh. Thương dù kiếp lận đận, bàn chân em quyết tâm tìm đường giải thoát số phận. Đi về phía mặt trời, mặc kệ bao oán than hờn ghen, ngày đêm dài xéo thân em. Và đôi khi em thấy chơi vơi, rồi nhiều đêm nước mắt em rơi. Không sao đâu em hỡi, phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Áng mây đêm kia rồi sẽ tan vơi, rồi em sẽ thấy mặt trời. Không sao đâu em hỡi, duyên trời định đoạt mọi chuyện trên đời. Chỉ là đường mình dài nhiều tăm tối, chỉ cần mình đừng lầm đường lạc lối sẽ quá thôi. Không sao đâu em. 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 Như một đóa hoa quỳnh lẻ loi trong bóng đêm, thân em lặng lẽ riêng mình. Những đôi sao vô tình vội dập luôn khiến em chẳng thể lung linh.
Tôi dù kiếp lần lần, bàn chân em quyết tâm tìm đường giải thoát số phận. Đi về phía mặt trời, mặc kệ bao oán than hờn ghen, ngày đêm dài xéo thân em. Và đôi khi em thắng chơi vơi, rồi nhiều đêm nước mắt em rơi. Không sao không sao đâu em ơi, phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Áng mây đen kia rồi sẽ tan vơi, rồi em sẽ thấy mặt trời. Không sao không sao đâu em ơi, duyên trời định đoạt mọi chuyện trên đời. Chỉ là đường mình dài nhiều tăm tối, chỉ cần mình đừng lầm đường lạc lối sẽ quá thôi. Không sao không sao đâu em ơi, phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Áng mây đêm kia rồi sẽ tan vỡ, rồi em sẽ thấy mặt trời. Không sao không sao đâu em ơi, duyên trời định lần mọi chuyện trên đời. Chỉ là đường mình dài nhiều tăm tối, chỉ cần mình đường lòng đường lạc lối sẽ quá thôi. Không sao đâu em, không sao không sao đâu em, không sao không sao đâu em, không sao không sao đâu em. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Anh có thể nghỉ ngơi một chút xíu cùng với bạn bè của mình trong bữa tiệc này. Và lúc này thì Tùng xin được phép mời tất cả quý vị chúng ta dùng bữa ngon miệng. Đây chỉ mới là phần đầu của chương trình thôi. Nếu quý vị để ý là có một cái nhân vật rất thân với anh Đàm Vĩnh Hưng không có xuất hiện nãy giờ, chúng tôi để dành cho chút nữa quý vị vỡ òa với niềm vui đó. Điều thứ hai đó chính là một MV từ đầu đã được nhắc đến vẫn chưa được nói gì đến cả. Đó là phần 2 của chương trình. Xin mời. Sài Gòn Phim dịp Valentine, Việt Voice Entertainment phát hành, hân hạnh giới thiệu siêu phẩm bom tấn Anh Lo Cho Em Hết, với sự góp mặt của các tài tử minh tinh hàng đầu thế giới Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Ricky Star, Xin và Hoàng Trung. Chưa bao giờ thấy gái đẹp hả? Mấy em đi vô đi. Lại đây, lại ra, lại ra. Vô đi chơi không mấy anh? Vô đi chơi không? Cái gì? Có thấy em đẹp không? Trời ơi, hôm nay khách đông quá. Em xin tự giới thiệu, em là Lý Lệ Hà Le. Năm nay em 27 tuổi. 37 tuổi. 52. Được chưa? Cách đây 30 năm đó quý vị, em chỉ làm một con lao công ở đây thôi. Nhưng vì em có nhan sắc và em đam mê với nghề, cho nên em mới quen được với một ông anh trai. Và anh trai đó đã nâng đỡ em, cho em một cái cơ ngơi này. Ông bà ta thường nói một câu: sách có mắt, mắt có chứng. Nói có sách, mắt có chứng mẹ ơi. Mẹ xin lỗi. Nách có mắt, sách có mắt nách. Nói có sách, mắt có chứng.
Nói có sách mắt có chứng. Trời em nhớ rồi. Chích ba mũi hay quên lắm quý vị ơi. Đó, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì tại sao mà phòng trà của em đông khách nè? Tại vì ngày nào cũng vậy, em đều nhập hàng mới về. Mà hàng của em là gì? Là trai xinh gái đẹp. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị một tiết mục rất đặc biệt. Đó là một cô ca sĩ, trời ơi có một cái tên thật là lãng mạn, tên Thu Mon. Đổi tên rồi mấy mẹ. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Hằng Mon. Trời đất ơi, trời đất ơi.
Ôi trời ơi, mất khách quý tới, khách quý tới, trời ơi khách quý tới. Trời ơi đại ca, trời ơi đại ca, nãy giờ ngồi đâu vậy? Đại ca ngồi đâu vậy? Tôi thấy cô nhiều khách lắm mà. Đâu có đâu, tại vì khách nó làm sao bằng đại ca được. Trời ơi khách nó chơi phèn lắm. Thiệt mà. Nhất là ông Nam nó, trời ơi, chơi cái này không có bò. Còn đại ca là cho tao nói tiền chơi như nước chứ đó. Đại ca thấy nào, thấy có ca sĩ mới đó được không? Cũng xinh, đạt hay. Nhưng mà tôi vẫn thích cô gái ngày hôm qua hơn. Thôi con đó em đuổi rồi. Sao vậy? Trời ơi ca sĩ gì mà khách thích nó, nó quýnh khách bờm đầu. Trời ơi sao gan vậy? Nó quýnh mà đến nỗi mà khách ai cũng nhìn thấy hết trơn á, khách mắc cỡ dùm luôn á. Không những khách thấy mà 300 cái camera trên đây nè. Em quay lại luôn, em dựng thành bộ phim luôn. Tin không? Muốn xem không? Có thử. Xem xong đừng có cái mặt bị ê ê quê quê nha. Nhớ coi xong đó kêu bạn bè xe xe. Okay. Mấy con tắt đèn, chiếu phim lên cho đại ca xem. Đi. Anh là bad boy trong bộ vest trắng, còn em là cứt cưa nụ cười tỏa nắng. Anh chẳng thiếu thứ chi trên đời ngoài em. Chậm lại một giây em ơi, uống cho say đêm nay. Đừng chạm vào môi anh, tay siết tay nhau đâu hay. Yeah, em nói thất tình, cần một người nào thương mình. Với em tiền đâu mua được chân tình trong em, chỉ toàn lời dối thôi, đàn ông là lũ tồi. Hết câu rồi em lại bật khóc hù hù. Anh kêu thêm whisky, hay ta uống tiếp đi. Với em mình say đó là lúc thật lòng nhất. Ba chai rơi bốn chai, anh như con thú hoang. Hết lên thật to cho mọi người biết rằng anh đã cho em hết. Không có gì phải bất an, có người đàn như siêu anh hùng trong đêm đoàn đẹp đen đèn. Anh đã cho em hết. Giữa anh đèn lấp lánh, đứng chờ chờ chi cùng mình ta đàm cho cánh bê bê. Anh đã cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh đã cho em hết. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Anh lo cho em hết. Anh Thân lúc nào cũng mang lại bất ngờ trong các tác phẩm của mình. Và hy vọng là quý vị sẽ yêu quý MV này bằng cách là chúng ta sẽ vào trang của anh Hưng để share bài này về, như là cách để giới thiệu đến nhiều người hơn nữa. Và vào lúc này thì cho phép chúng tôi được mời đại diện các đơn vị đồng hành cùng bước lên sân khấu để nhận những đóa hoa thay lời cảm ơn của anh Hưng ạ. Vâng, xin mời đại diện của phòng cảm SIGH. Dạ, xin mời Mr. Minh Tuấn và Miss Tú Anh. Xin mời Miss Hằng Lê đến từ thương hiệu IHL. Xin mời Mr. Nam Phú Sinh. Xin mời Miss Khánh đến từ thương hiệu Long Beach Pro. Xin mời Miss Thùy Anh Chi Chi Long. Mr. Phúc, thương hiệu 1967. Mr. Nicholas đến từ TikTok. Miss Thiên Hà. Miss Ngọc Ánh, thẩm mỹ viện Charm & Charm. Miss Hồng Tươi và Mr. Đào Nguyên. Xin mời quý vị cùng bước lên sân khấu ạ. Và vào lúc này cho phép chúng tôi được mời anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ thay mặt cho Viet Voice Entertainment gửi những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của chúng tôi đến cho những đơn vị đồng hành. Bây giờ sẽ là những nghệ sĩ đã đồng hành với anh Hưng. Xin được phép mời rapper Ricky Starr. Em đâu rồi?
xin được phép mời ngoại Vũ ha. Mời diễn viên Hoàng Trung, Xin. Xin là cô gái đóng trong MV này. Tuy nhiên ngày hôm nay Xin có cáo lỗi vì bận việc riêng nên không thể đến được. Và chúng tôi cũng xin được phép tiếp tục mời hai vị đạo diễn đã cùng tạo nên MV này, đó là đạo diễn Nicole và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đến từ Ganga Studios. Xin được phép mời những nghệ sĩ tham gia sáng tác và làm producer cho sản phẩm này. Sáng tác: nhạc sĩ Phạm Đình Thái Ngân, producer Hino Phạm, mix master nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Liên tục chương trình, chúng tôi xin được phép mời Mr. Phúc Trường và Mr. Nguyễn Thắng đến từ Studio 13, make up Hồ Khanh và đại diện của Vũ Đoàn Bước Nhảy sẽ cùng bước lên sân khấu. Và chúng tôi xin được phép mời bà Lương Minh Hồng là đại diện của Việt Voice Entertainment sẽ cùng bước lên sân khấu để gửi những bó hoa tươi thắm cho ekip thực hiện MV Anh Lo Cho Em Hết. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Và vào lúc này chúng tôi xin được phép mời một số nghệ sĩ sẽ cùng ở lại với nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong phần giao lưu với mọi người trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một buổi gặp gỡ rất thân tình. Vì vậy sẽ không chỉ có các anh chị em ký giả, nhà báo, mà bất cứ anh chị em nào muốn hỏi bất cứ câu hỏi gì liên quan tới MV đều được trả lời ạ. Có ai không ạ? Tùng sẽ nhờ một bạn tổ chức đưa micro đến cho quý vị. Em là Hùng Tiến ạ. Em xin hỏi cái trong cái MV này dàn sao nhiều quá thì không biết là cái kinh phí anh đầu tư như thế nào ạ? Xin hết ạ. Em nhìn thấy một dàn nhà tài trợ hồi nãy không? Nhiều đó người mà em biết là anh rồi. Thường ít khi nào họ cho ít lắm. Nói về MV tiền tỷ bây giờ thì ai cũng có thể làm được nhiều lắm. Cái câu nó không còn gì ngạc nhiên hay lạ nữa. Quan trọng nhất là so với số tiền đó, mình sẽ mang lại được một cái gì nó để lại sâu hơn, lâu hơn và xứng đáng với cái vị trí của mình hơn. Cảm ơn em. Dạ, em có câu hỏi dành cho anh Hưng, đó là trong cái lần trở lại này thì em thấy là toàn là các nghệ sĩ trẻ thôi. Ví dụ như là Xin hay là Ricky Star hoặc là Thái Ngân nữa ạ. Ai là người xúi anh hay đây là ý tưởng mà anh bật ra và anh muốn mời? Dạ, nhờ anh Hưng trả lời ạ. Cảm ơn em. Như từ lúc đầu Hưng có thưa với mọi người rằng là khi Hưng nhìn lại bản thân mình, Hưng sòng phẳng chính mình, cho nên là Hưng quyết định đã thay máu toàn bộ cái suy nghĩ của mình, thay máu những cái ý tưởng, những cái quyết định của mình, cho nên là Hưng dùng những người trẻ để có thể mang lại cho Hưng nhiều những cái sự tích cực và năng lượng nhiều hơn. Nếu mình đi với một người trẻ tự nhiên mình sẽ trẻ vô cùng, còn nếu một người hơi không trẻ tự nhiên mình sẽ bị không trẻ theo. Một cái ví dụ rất đơn giản dễ hiểu thôi, quý vị có thể nhìn thấy chị Madonna không? Chị đi, một chàng trai 22 tuổi, mình quên mất chị 60 rồi. Đó, cái sự mà tư vấn đó chắc chắn là đến từ ekip của Hưng. Bên cạnh đó có sự tư vấn của các đạo diễn, nên chọn ai. Nhất là Uyên Thư, Nico đã dành thời gian rất nhiều để họp và giữ cái lửa của cái MV này. Xin cảm ơn em. Dạ, xin được gửi lời cảm ơn đến câu hỏi vừa rồi. Nam Thư muốn hỏi kìa. Đây, anh xuống đi cho em luôn. Em xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ có mặt trong ngày hôm nay ạ. Dạ, em có một câu hỏi muốn dành cho anh Hưng. Bản thân của Nam Thư thì rất là may mắn được tham gia một MV của anh Đàm Vĩnh Hưng được mang tên là Đừng Gọi Anh Là Anh Trai. Bởi vì chúng mình sẽ đến với nhau, nhưng mà sao ai em cũng nói anh là anh trai, nghe như cơn tên sẽ đánh ở bên ta. Do là anh yêu thôi nên anh muốn ta phải chung đôi được bên em trong mỗi tối. Hôm nay ngồi ở đây thì em cảm thấy là lúc đó thì may mắn, nhưng hôm nay thì ngồi đây em cảm thấy em thiếu may mắn. Em ước gì em được là nữ chính của MV Anh Lo Cho Em Hết. Và thực sự khi em tham gia MV đó mọi người ạ, em không được tổ chức họp báo, em không được mời lên sân khấu, em không được gọi là công khai, gọi là trước mặt mọi người như thế này. Thì em hỏi anh Hưng là lý do tại sao ạ? Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Nam Thư. Nam Thư là người rất là mạnh bạo, bạo dạn. Cô ấy thường xuyên tỏ tình với Nam Thư một cách rất là trắng trợn. Anh trai. Anh trai. Anh trai thôi. Anh trai thôi. Và Hưng cũng thường xuyên né tránh. Thưa em Nam Thư, cái thời điểm đó đó đang rất là khó khăn về dịch giả rồi nhiều thứ khác nhau, cho nên là theo cái dự tính và cái kế hoạch của công ty đó là
không có sắp xếp được để tổ chức những cái buổi như thế này để giới thiệu. Anh xin lỗi bé. Rồi, xin lỗi bé vì đã không thực hiện được cái buổi sang trọng và lớn như thế này. Để anh cũng mong muốn lắm chứ. Nhưng mà lúc đó có nhiều khó khăn. Thật sự là lúc đó kiếm tài trợ chưa ra em ơi. Cho nên là vì phải làm một cái đơn giản thôi. Vậy đi. Rồi, còn ai hỏi gì không ạ? Mấy em trẻ trên kia kìa, Ricky Star. Ricky Star, cứ nói đi. Đáng lẽ là kêu bằng con đó, nhưng mà em nói đi. Dạ thì lần đầu tiên mà em nghe quản lý của em nói là anh Ricky ơi, anh Đàm Vĩnh Hưng có nhắn anh là làm nhạc chung á. Em hỏi, ủa quá, anh Đàm Vĩnh Hưng. Lúc đó em hơi ngỡ ngàng xíu. Thì nói chung thì anh Đàm Vĩnh Hưng là một ngôi sao trong lòng của mẹ em. Mà xong mà bây giờ em gặp anh Đàm Vĩnh Hưng ngoài đời đó. Mọi người nhìn đây, nhìn gì sao em kêu bằng chú được. Tối đa quá là anh thôi. Tại vì anh nhìn trẻ quá, với lại kiểu làm việc đơn giản, nhanh gọn nữa. Kiểu đó với em, nãy em mới nói với lại Lona là, ui em ơi, anh Đàm Vĩnh Hưng vẫn là nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ trẻ mười mấy 20 năm nay rồi, vẫn còn trẻ. Cho nên là em rất là ngưỡng mộ, em rất là hãnh diện khi mà có một người anh dẫn đầu như vậy. Thực ra thì lúc nãy trên sân khấu còn có nhạc sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Ngân ơi, mời Ngân lên đây con. Xin mời Phạm Đình Thái Ngân, producer Hino Phạm và Nguyễn Hoàng Duy ạ. Đây là một chàng trai đến từ Huế. Hưng cũng bất ngờ được giới thiệu thôi. Rất trẻ, rất nhỏ. Người làm cái hòa âm ra cái bài này chính là chàng trai này. Vâng, con nói một vài câu để chào mọi người. Dạ, xin chào mọi người, con là Hino ạ. Dạ, và lúc này thì chắc là sẽ để cho Thái Ngân nói về bài hát đi. Dạ, đây là một bài hát mà thực sự chia sẻ, thực sự ban đầu á, là tại vì con làm cho con. Nhưng mà con cảm thấy là mình không có đủ khả năng, mình không có đủ lực. Mặc dù là con có thể cũng nhảy nhót rồi cũng được, nhưng mà chắc là cái làm tốt nhất của con là pop ballad và cái gì đó nó nhẹ nhàng thôi. Và bây giờ qua rất là nhiều cái kỳ sinh nhật là không biết phải tặng cái gì, tại vì sư phụ không có thiếu cái gì hết. Thì con nghĩ đây là một cái món quà tuyệt vời nhất dành cho sư phụ Đào Minh Hưng. Xin cảm ơn. Cảm ơn con. Dạ, một tràng pháo tay cho Thái Ngân. Và lúc này thì cho phép Tùng được kết thúc phần ở trên sân khấu để anh chị em nghệ sĩ có thể đến gần với quý vị hơn, cùng trò chuyện với anh chị em báo chí, anh chị em nghệ sĩ và tất cả những anh chị em khác được không ạ? Xin một dành một tràng pháo tay cho tất cả nghệ sĩ đang có mặt trên sân khấu. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn thật nhiều thời gian quý báu của các em, chất xám của các em. Ê con kia, con Hiếu Hà quên rồi. Cái người đây chưa nói xong. Cảm ơn Vũ Hà đã không ngần ngại bất kỳ một cái điều gì khi mà Hưng muốn. Hà chơi láng hết, nói chung là một con búp bê trong tay Hưng, muốn chơi cái gì cũng được. Chưa bao giờ nói không với Hưng cả. Ít khi nào có cơ hội mà bày tỏ cái sự yêu thương mà trân trọng trước đám đông. Vũ Hà là người đầu tiên dẫn Hưng đi hát khi Hưng còn chưa có show. Cái ơn đó Hưng nhớ hoài. Và Hưng nghĩ là Hưng trả tới suốt cuộc đời này cũng chưa bao giờ hết. Mặc dù trả rất nhiều, qua nhà lấy biết bao nhiêu đồ đạc vẫn không thấy, vẫn không đủ. Ngày hôm nay chính thức xin được nói lời biết ơn, thương Hà và hung Hà một cái trước mặt mọi người. Kính thưa quý vị, Hà với Hưng là bạn thân. Mà đã là bạn rồi thì tất cả mọi thứ mà bạn mình cần là mình sẽ làm, không bao giờ ngại và không bao giờ sợ xấu. Và đặc biệt là Hưng, em giống như cái thùng rác của nó vậy đó quý vị. Mỗi lần mà nó buồn chuyện gì, nó không xả được ai, nó kiếm em cái nó chửi em. Trời, nó hay chửi mà, nó đặc biệt nó hay chửi em giữa đống đông đó nha quý vị. Cho nên là quý vị thấy hai đứa em thân nhau vậy thôi. Thế thật sự là bình thường thôi quý vị ơi, chứ không có thân lắm đâu. Cái câu này nó cứu là cái miếng vừa rồi nãy. Ok. Lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều, xin cảm ơn các em. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn các anh chị. Quý vị ơi, nãy giờ quý vị đã đến với bài hát thông qua MV. Và đó vẫn chưa phải là phần kết thúc của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ mới là phần đặc biệt nhất. MV anh lo cho em hết hay không ạ? Món quà lớn nhất trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là, quý vị sẽ là những khán giả đầu tiên được xem biểu diễn debut live trên sân khấu của nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc Anh Lo Cho Em Hết. Yeah. Anh là bad boy
trong bộ vest trắng. Còn em là cứt cửa, nụ cười tỏa nắng. Anh chẳng thiếu thứ chi trên đời ngoài em. Chậm lại một giây em ơi, uống cho say đêm nay. Đừng chạm vào môi anh, tay xích tay nhau đâu hay. Em nói thất tình, cần một người nào thương mình. Với em tiền đâu mua được chân tình trong em. Chỉ toàn lời dối thôi, đàn ông là lũ tồi. Hết câu rồi em lại bật khóc hù hù. Anh kêu thêm whisky, hay ta uống tiếp đi. Với em mình say, đó là lúc thật lòng nhất. Ba trai rơi bốn trai, anh như con thú hoang. Hết lên thật to cho mọi người biết rằng anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh là cho em hết. Anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan. Chậm lại một giây em ơi, uống cho say đêm nay. Đừng chậm vào môi anh, tay xiết tay nhau đâu hay. Flick your to the young. Thích em cứ chỉ anh chị. Tất cả thứ em muốn bất kể thứ gì, gì, gì. Hey, quên những ước cũ em đi. Đối với Mr. Đàm em mới là VIP, yeah. Ông anh anh chất chơi, hào hoa phong nhã đã vang danh khắp nơi. Khi đã yêu như đinh đóng cột khiến em phải khó rời. Dưới chân thì đạp đất, bên trên thì có trời. Nghe nói bố em nói danh là mười có. Anh nghe nói bad boy đã không được chào đón. Anh nghe nói good girl thì dễ bị tổn thương. Nhưng nếu là Đàm Vĩnh Hưng thì đâu sẽ vào đó. Nếu em muốn say girl thì chỉ cần nhấp môi. Nếu em muốn say tình thì anh sẽ ghép đôi. Một thân đã trúng tim, đôi tình nhân đắm chìm như trong một cuốn phim. Em ơi thất tình, cần mọi người nào thương mình. Với em tiền đâu mua được chân tình trong em. Chỉ toàn lời dối thôi, đàn ông là lũ tồi. Hết câu rồi em lại bật khóc hù hù. Anh kêu thêm whisky, hay ta uống tiếp đi. Với em mình say, đó là lúc thật lòng nhất. Ba trai rơi bốn trai, anh như con thú hoang. Hết lên thật to cho mọi người biết ra anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh là cho em hết. Yeah, yeah, anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan, anh là cho em hết. Chỉ cần em ngoan. I love you. Nếu như là em đồng ý thì cả thế giới anh là của em. Ôi, thật ly kỳ. Đến với anh đi. Sao còn suy còn nghĩ. Đang ngoan nhé my baby. I just wanna say anh là cho em hết. Không có gì phải bất an. Có người đến như siêu anh hùng. Trong đêm gọi là bad man. Anh là cho em hết. Giữa anh đèn lấp lánh. Đứng chân chờ chi cùng Mr. Đàm cho cánh baby. Anh là cho em hết. Yeah, yeah, give it up, yeah. Anh là cho em hết. Anh là cho em hết. Yeah, anh là cho em. Để đón lon cho. Để đón lon cho. Anh là cho em. Yeah. Một tràng pháo tay dành cho vũ đoàn bước chạy Ricky Starr và Mr. Đàm, Đàm Vĩnh Hưng. Thank you. Và kính thưa quý vị, phần điều bích vừa rồi đã kết thúc chương trình buổi tối ngày hôm nay. Mong quý vị có trọn vẹn đêm nay thật vui cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng. Vì sao? Đêm nay anh lo cho chúng ta hết rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.